Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Gấp rút chạy đua về đích, bà Harris và ông Trump suýt chạm trán tại North Carolina. Ngày 2 tháng 11, 3 ngày trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris chạy nước rút tại các bang chiến trường, suýt chạm trán nhau tại North Carolina, theo hãng tin Reuters. Bà Harris đã có buổi vận động tranh cử tại thành phố Charlotte, North Carolina trong ngày 2 tháng 11, trong khi ông Trump có bài phát biểu tại ngoại ô thành phố Gastonia, North Carolina vài giờ trước đó. Khi bà Harris bước xuống sân bay Charlotte, chiếc Boeing 757 của ông Trump đang đỗ trên đường băng gần đó. Đây là ngày thứ tư liên tiếp hai ứng cử viên vận động tranh cử tại cùng một tiểu bang. Theo Reuters, tại North Carolina, hai ứng viên vẫn tiếp tục các chủ đề quen thuộc. Ông Trump cho biết ông sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư nếu được bầu và cảnh báo rằng nếu bà Harris thắng cử, mọi thị trấn ở Mỹ sẽ biến thành trại tị nạn tồi tàn, nguy hiểm. Trong khi đó, bà Harris mô tả, ông Trump là người luôn chìm đắm trong sự trả thù, cho rằng ông ngày càng bất ổn và nhấn mạnh đến những rủi ro của cuộc bầu cử. Trong khi hai ứng viên tổng thống cùng xuất hiện tại North Carolina, thì hai ứng viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J.D. Vance, Đảng Cộng Hòa và thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Đảng Dân Chủ, cùng có buổi vận động tranh cử tại hai thành phố khác nhau ở bang Arizona. Tuần nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tối 29 tháng 10, tức sáng 30 tháng 10 giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bận rộn vận động tranh cử khi chưa đầy một tuần nữa là tới ngày bầu cử, mùng 5 tháng 11. Trong khi bà Harris chọn địa điểm vận động tranh cử gần Nhà Trắng, thủ đô Washington DC, nơi ông Trump từng phát biểu trước đám đông hôm 6 tháng 1 năm 2020, trước khi xảy ra cuộc bạo loạn ở điện Capitol, thì ông Trump đi đến bang chiến trường Pennsylvania, theo đài CNN. Tại công viên Ellipse ở thủ đô Washington DC, bà Harris đã có bài phát biểu nêu rõ lập trường của bà về các vấn đề như quyền sinh sản và nhập cư, cũng như so sánh tầm nhìn của bà với cựu Tổng thống Trump. Phó Tổng thống Harris cam kết sẽ cắt giảm thuế cho người lao động và tầng lớp trung lưu, ban hành lệnh cấm đầu tiên về việc tăng giá thực phẩm, hạn chế chi phí thuốc theo toa cho tất cả người Mỹ. Bà Harris cho biết các nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng cần ngừng sử dụng vấn đề nhập cư như một công cụ chính trị và thay vào đó hãy coi đó là một thách thức nghiêm trọng cần giải quyết. Cũng tại sự kiện này, bà Harris đã tăng cường công kích ông Trump, nói rằng cựu Tổng thống là một người đàn ông bất ổn, ám ảnh với việc trả thù và dành cả thập niên cố gắng khiến người dân Mỹ chia rẽ và sợ hãi lẫn nhau. Tại thành phố Allentown, bang Pennsylvania, ông Trump đã gửi một trong những thông điệp cô đọng nhất tới cử tri. Bạn có khá hơn bây giờ so với 4 năm trước không? Và đám đông người ủng hộ đáp lại, không. Tôi ở đây hôm nay với thông điệp hy vọng cho tất cả người Mỹ, với lá phiếu của các bạn trong cuộc bầu cử này. Chúng ta sẽ chấm dứt lạm phát, chúng ta sẽ ngăn chặn tội phạm xâm nhập vào đất nước chúng ta, và chúng ta sẽ đem giấc mơ Mỹ quay trở lại, ông Trump nói. Sau Pennsylvania, ông Trump dự kiến sẽ đến bang North Carolina và Wisconsin, hai bang chiến trường quan trọng khác. Cùng ngày 29 tháng 10, Phó tướng của bà Harris, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Phó tướng của ông Trump, Thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng đã vận động tranh cử lần lượt ở bang chiến trường Georgia và Michigan. Theo đài CNN, tính đến ngày 29 tháng 10, hơn 50,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu qua thư hoặc thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp, bắt đầu định hình cuộc đua giành chức Tổng thống giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Thăm dò bầu cử. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Harris và ông Trump bám sát nhau và không có sự chênh lệch lớn. Theo khảo sát của hãng tin Reuters Ipsos công bố hôm 29 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp lại trong tuần cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, khi ứng viên của Đảng Dân Chủ dẫn trước ứng viên của Đảng Cộng Hòa chỉ 1%, tức 44% so với 43%. Trong khi bà Harris dẫn trước Trump trong mọi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos về cử tri đã đăng ký, kể từ khi nữ phó tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, thì khoảng cách dẫn trước của bà Harris đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris về một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Có tới 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất đã nêu vấn đề việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước so với 24% đề cập chủ nghĩa cực đoan chính trị và 18% chỉ ra vấn đề nhập cư.
Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn đối với nền kinh tế, tình trạng thất nghiệp và việc làm, các cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump với tỷ lệ 47% so với 37% của bà Harris. Vấn đề kinh tế cũng là thế mạnh của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử. Cựu Tổng thống cũng có lợi thế về các vấn đề nhập cư khi ông đưa ra các đề xuất cứng rắn bao gồm trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, cao hơn 33% đã chọn bà Harris. Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà Harris có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ so với 38% chọn ông Trump. Trong cuộc thăm dò trước đó, bà Harris đã dẫn trước ông Trump tới 7% về vấn đề này. Các cuộc khảo sát toàn quốc, bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng tiểu bang sẽ quyết định người chiến thắng. Trong đó, 7 tiểu bang chiến trường có khả năng mang tính quyết định. Theo cuộc thăm dò của đài CNN hôm 29 tháng 10, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri được hỏi ở bang Arizona, so với 47% của ông Trump. Trong khi đó, ở bang Nevada, 48% cử tri được hỏi ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Còn tại bang Pennsylvania, một cuộc thăm dò của đài CBS News YouGov công bố vào tối 29 tháng 10 cho thấy cả hai ứng viên đều giành được 49% sự ủng hộ. Thăm dò trước giờ G, lợi thế của Phó Tổng thống Kamala Harris so với các cuộc bầu cử trước. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đến gần, các cuộc thăm dò dư luận đang chỉ ra rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đang ở trong một cuộc đua căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump. Dữ liệu khảo sát cho thấy, lợi thế của bà Harris thấp hơn so với những người tiền nhiệm của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton vào năm 2016, vào thời điểm tương tự trong các cuộc bầu cử trước. Theo thông tin từ tờ Newsweek, tỷ lệ ủng hộ bà Harris hiện đang ở mức khiêm tốn so với ông Trump. Cụ thể, dữ liệu khảo sát từ The Guardian vào ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris có 47% sự ủng hộ, trong khi ông Trump là 46%. Kết quả này đã giữ nguyên từ ngày 24 tháng 10. Đối với trang phân tích thăm dò Fivetti, Harris đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 46,8% của Trump. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò khác từ Real Clear Politics lại cho thấy ông Trump đang nhỉnh hơn 0,3 điểm, với tỷ lệ ủng hộ là 48,4% so với 48,1% của bà Harris. Sự phân tích từ các chuyên gia cũng cho thấy một bức tranh không đồng nhất về tỷ lệ ủng hộ. Theo khảo sát của Nexiver, bà Harris có tỷ lệ ủng hộ là 48,5%, cao hơn 1,1 điểm so với ông Trump, người có tỷ lệ ủng hộ là 47,4%. Khảo sát từ New York Times cũng cho thấy sự ủng hộ bà Harris ở mức 49%, trong khi ông Trump đứng ở mức 48%. Điều đáng chú ý là sự khác biệt rõ rệt giữa tình hình hiện tại với các cuộc bầu cử trước đó. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã dẫn trước Trump tới 8,4 điểm theo kết quả thăm dò của Fivetti. Ông Biden không chỉ có lợi thế lớn trong các cuộc khảo sát mà còn giành được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc khảo sát khác như của Real Clear Politics và 270 Towin. Tương tự, trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton cũng đã dẫn trước Trump 6,2 điểm, nhưng cuối cùng lại thất bại về số phiếu đại cử tri, mặc dù bà giành chiến thắng về số phiếu phổ thông. Tính đến ngày 1 tháng 11, Fivetti cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1,4 điểm trên toàn quốc, nhưng điều đáng lưu ý là ông Trump được đánh giá có 52% cơ hội thắng cử, trong khi cơ hội của Harris chỉ là 48%. Dự báo từ Nexiver cũng cho thấy xu hướng nghiêng về phía ứng viên đảng Cộng Hòa, với 53,8% cơ hội chiến thắng cho Trump so với 48,8% cho bà Harris. Kết quả thăm dò hiện tại đã phản ánh rõ rệt một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt, với những tín hiệu cho thấy cả hai ứng viên đều có khả năng tạo ra sự khác biệt trong những ngày sắp tới. Với tình hình chính trị căng thẳng và sự tham gia của cử tri ngày càng tăng, cuộc bầu cử này có thể trở thành một trong những sự kiện được theo dõi chặt chẽ nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Sự ủng hộ của cử tri và những diễn biến trong vài ngày tới sẽ quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!